Hoàng Hiếu, Ngọc Ánh. Xin chào quý vị đang cùng theo dõi chương trình tiêu dùng thông minh hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lựa chọn thông minh. Thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ rằng là người lớn tuổi thì không nên sơn móng tay. Tuy nhiên, nếu quý vị có thể lựa chọn được những màu móng phù hợp với lứa tuổi của mình, sẽ làm cho phong cách của mình thêm sang trọng hơn. Vậy làm sao để chúng ta có được những bí quyết này? Hãy cùng chúng tôi tham khảo lựa chọn thông minh ngày hôm nay. Với những người lớn tuổi thì cái việc mà lựa chọn màu nail cho mình á, nó có khó không thầy? Là người lớn tuổi thì mình nên sử dụng những cái tông màu sậm, những màu nude, những màu nhẹ nhàng á, thì sẽ phù hợp với lứa tuổi của mình hơn. Vậy thì với những người lớn tuổi mà họ thích một cái phong cách đó là sang trọng á, thì cái màu nào sẽ tạo nên cái điều sang trọng cho họ? Với những người lớn tuổi mà thích phong cách sang trọng á, thì họ thường sẽ sử dụng những tông màu như là tím môn, hồng ruốc, hồng san hô, hay là những cái tông thạch nhẹ nhàng, phù hợp với cái lứa tuổi mà sẽ làm cho cái bộ móng tay của một người lớn tuổi nhìn sẽ sang trọng hơn, quý phái hơn. Vậy thì có những cái màu nào mà cái người lớn tuổi họ cần tránh là thi? Với một người lớn tuổi thì việc mình cũng nên hạn chế sử dụng những tông màu như là màu đỏ nè, màu xanh lá, màu xanh dạ quang. Những cái màu nổi bật á sẽ không phù hợp với lứa tuổi của người lớn tuổi. Vậy thì có cách nào mà để bảo quản được cái màu nail của mình á, nó bóng, nó bền và nó giữ lâu hơn không? Sau khi sử dụng á một vài tuần á thì người sử dụng móng nail có thể là mình sẽ sử dụng acetone hay là cồn để lau qua, thì cái bộ móng của mình sẽ trở lại bóng mới như cũ. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục chương trình với những thông tin của tiêu dùng thông minh. Bên cạnh sản lượng trái chính đang ít dần, thì việc các bên liên quan tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài Trung Quốc đã giúp giá loại trái cây này tăng đột biến. Sau khi được nhiều thương lái liên tiếp tìm đến vườn hỏi mua, thì sáng nay, tại một chủ vựa thanh long, thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc đã bán 900 tấn thanh long trong vườn với giá 15.000 đồng một kg. Trong khi mấy ngày trước, giá chỉ khoảng 9 đến 10.000 đồng một kg. Có thể thấy, những ngày gần đây giá thanh long bắt đầu ổn định trở lại. Thay vì trước đó nhiều chủ vườn còn lo lắng vì trái chín đỏ cay nhưng không ai mua, thì nay giá đã lên gấp 3 lần, từ 5.000 đồng một kg lên thành 15.000 đồng một kg, thậm chí là 18.000 đồng với loại tốt. Đây là tín hiệu vui cho bà con nông dân. Tại vườn cà rốt xã Đức Chính, huyện Nông Dân đã bắt đầu vào vụ thu hoạch những trà cà rốt sớm đầu mùa. Dự báo khoảng 2 tuần nữa, vườn cà rốt Đức Chính sẽ vào vụ thu hoạch chính vụ. Theo đánh giá của nông dân Đức Chính, năm nay thời tiết rất thuận lợi giúp cà rốt sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, mẫu mã đẹp hơn nhiều năm trước. Hiện các trại cà rốt thu hoạch sớm đạt năng suất bình quân 2 tấn một sào. Dự báo khoảng 2 tuần nữa khi vào chín vụ sẽ đạt năng suất trung bình 2,5 tấn một sào. Giá cà rốt đầu vụ đang được thương lái và các cơ sở thu mua, sơ chế xuất khẩu trung bình 2.500 đồng đến 3.000 đồng một kg. Hiện các cơ sở sơ chế xuất khẩu trong xã cũng đang đẩy mạnh thu mua tăng cao hơn so với mọi năm. Vì vậy giá cà rốt cũng tăng khá hơn. Nếu mức giá bình quân đạt 2.500 đồng một kg, trừ chi phí, dự tính năm nay mỗi sào cà rốt thu hoạch từ 2.500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Thưa quý vị, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thể tạo ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sống hàng ngày là những gì mà chúng tôi muốn mang đến trong sản phẩm tiện ích. Và ngày hôm nay, với sản phẩm tiện ích thì sẽ giới thiệu đến quý vị một cách để chúng ta có thể tái chế lại những chiếc nắp chai tưởng chừng đã bỏ đi đó thành đế để chúng ta lót ly, rất hiệu quả và tiện dụng. Hãy cùng chúng tôi tham khảo. Cách làm này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần dán những nắp chai nhựa lại với nhau thành một hình chữ nhật hoặc hình vuông là đã tạo được một chiếc đế lót ly từ những nắp chai nhựa rồi. Những thông tin rất thú vị đúng không thưa quý vị? Và đây cũng là thông tin cuối cùng của chương trình tiêu dùng thông minh hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình bằng việc truy cập vào website vtv9.com.vn hoặc V9 Giải trí V9 Online. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiêu dùng thông minh lần sau.